loại 94 mã lực hoặc 174 mã lực. Tương tự cũng có hai tùy chọn cho dung lượng pin gồm 32 kWh hoặc 45,1 kWh. Tầm hoạt động sau một lần sạc đầy dao động từ 301 km tới 401 km. Mẫu xe đường điện BYD Yuanov có giá dự kiến khởi điểm là 100.000 nhân tệ, khoảng 350 triệu đồng. BYD Yuanov hoàn toàn có khả năng về Việt Nam bởi thương hiệu Trung Quốc đã từng khá nhá hàng thông tin và sẽ mở bán tại thị trường nước ta trong tương lai gần. Nếu được mở bán, BYD Yuanov sẽ cạnh tranh trực tiếp VinFast VF6 bởi là xe điện, trong khi các đối thủ khác là Hyundai hoặc Airbus.